Cửa hàng lại có một mẫu ly dành cho những bác nào thích vừa tiền mà lại hay. Vừa tiền hay anh em nhé. Đây là mẫu ly Tuner A01. Mẫu ly này cửa hàng báo giá cho anh em là 2 triệu đồng luôn. Hàng vãi zin luôn, sò zin, nguồn zin, tụ zin. Còn hình thức thì tương đối. Nếu mặt tiền con này là đẹp keo, anh em có thể nhìn thấy mặt tiền đẹp keo, đầy đủ các tính năng chỉnh bát chép lao lướt, thiết kế A cộng B đầy đủ, đánh hai đôi liền cơ. Cửa hàng đang ghép vào đôi loa bát 25, đánh nhẹ nhàng luôn, đánh nhẹ nhàng để nghe nhạc hay trong tường tiền luôn. Anh em có thể nhìn thấy nắp bên trên, phía trên hình thức tương đối mượt mà, không quá đẹp nhưng không quá xấu, rất hợp túi tiền. Quan trọng là nó vừa tiền nhưng mà chất âm nó già vẫn êm ái hay. 105W, 100V, số series 134. Loa B bên trên, loa A bên dưới, trở kháng từ 4 ohm trở lên. Các đường vào âm thanh đầy đủ, thiếu cái gì. Âm ly shifter 2 kênh nha nhá. Chạy 4 sò than, 2 tủ lọc nguồn. Tôi sẽ mở to để anh em cùng nghe. Con âm ly này thì nó sẽ, nếu mà nói về độ khỏe thì khỏe hơn vài con âm ly cổ tôi đã từng bán màu bạc phanh nhôm. Mặc dù tiền thì có khi rẻ hơn mấy con đấy tầm 500 hoặc 1 triệu thì nó khỏe hơn. Bởi vì nó già dòng ra sau này chứ nó không phải là âm ly cổ. Con này không phải âm ly cổ anh em nhá. Con này nó ra sau. Chất âm ra gì luôn, tiếng nó căng nó tròn. Thế nên là tôi mới bảo là anh em là quá vừa tiền mà lại được âm đi nghe hay. Cái hình thức nó ở mức bình thường, hình thức nó sẽ không đẹp bằng những âm đi 3-4 triệu đâu. Giá thì rất rẻ nhưng chất âm thì không hề rẻ. Nó hay khỏi phải bàn, không cần quảng cáo nhiều con âm ly này.